Để thực hiện việc tạo mới một trình diễn, bạn thao tác. Chọn vào biểu tượng logo lệnh của Office 2007. Một menu lệnh hiển thị, bạn hãy chọn vào lệnh New. Bạn hãy chọn vào lớp Plan and Design và chọn tiếp vào Plan Presentation. Nhấn Res để tạo ra một trình diễn với những slide trống. PowerPoint sẽ tạo ra cho bạn một slide trống. Với slide này, bạn hãy thực hiện việc thiết kế và nhập nội dung theo nhu cầu của bạn.